Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại cái video tiếp theo của mình. Để nói về cái con 68 cái bài này thì nói chung là con này nó cũng chỉ như là một con game tài xỉu để giúp cho anh em kiếm tiền thôi. Đấy, vì sao mình lại chơi con game này và cũng như là mình nói quá nhiều về con game này. Vì đây là một trong những game mình thấy nó nạp tiền rất là nhanh cũng như rất là uy tín. Nên là ví dụ như anh em có vào em chơi thì em cũng hoàn toàn anh em yên tâm về vấn đề nạp rút tiền của nó nhưng cũng như là về độ uy tín của nó anh em nhé. Đấy, thì anh em nào mà muốn chơi con này thì link mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho anh em được chưa? Đấy. Thì tay này mình sẽ vào nhẹ nhàng một bát xỉu này, ngày hôm nay thì sẽ vào đánh cũng như là cho anh em biết đấy, con 68 game bài này thì cái tỷ lệ ăn của nó có cao hay không, hay là cũng như cái việc là nó có dễ ăn hay không. Đấy, có dễ ăn hay không thì cái đấy là do cái cảm quan của từng người. Đấy, đối với mình thì khi mình chơi con game này thì mình thấy nó cũng bình thường anh em, nói chung là cũng có hôm ăn có hôm mất đấy, cờ bạc có hôm ăn có hôm mất đấy, bình thường mình ăn vẫn nhiều hơn mất anh em ơi. Đấy, đúng luôn anh em nhé, đúng luôn một mã xỉu này, cha bốn mã xỉu 7 này, 1 2 4 à, 1 2 4 là con này. Và này mình nghĩ là ở đây lúc đầu nó là bệt xỉu rất dài này, trước nó thì bệt xỉu nó rất là dài, bây giờ mình sẽ cầu này mình đánh ấy, thì mình vẫn đang hơi thiên về tài, bởi vì là trước dài rồi thì lần sau thì khả năng cao nó sẽ đi ngắn đấy, khả năng cao nó sẽ đi ngắn, nhưng mà thôi để đánh bệt anh em nhé. Đây sẽ vào luôn 5 củ 9 đi, 5 củ 968.000 này. Đấy, thì nếu như anh em nào mà muốn kiếm tiền để kiếm lãi cho này thì anh em cứ vào anh em kiếm bằng cái đường link mình để bên dưới mô tả này. Đấy, cá nhân mình thấy thì con này nó kiếm tiền rất là ổn anh em ạ, nên là anh em cứ yên tâm về vấn đề kiếm tiền với nó. Đấy, mình thấy cái tỷ lệ ăn của con này nó lên tới tầm 55 đến 60% đấy, đối với anh em đánh bừa ấy. Đấy, đúng luôn anh em trắng chân này. Đối với anh em đánh bừa đây, còn nếu anh em soi cầu mình nghĩ nếu như anh em mà áp dụng thêm soi cầu vào nữa thì anh em cũng sẽ có khoảng tầm 70%. 70% anh em sẽ thắng. Đây là ngày hôm nay thì nó soi cầu mình đánh anh em nhé. Còn đối với những em nào mới chơi anh em vào cho con game này thì mình thấy là cái tỷ lệ ăn của nó cũng rất là cao nhỉ, rất là cao ấy. Chứ không phải là thấp đâu, rất là cao. Nhưng những con game khác anh em vào em chơi thì anh em chỉ nắm khoảng tầm 40 45 40 45% tỷ lệ thắng, nhưng con này anh em có thể nắm mình thêm 10% nữa. Tức nó sẽ nằm khoảng tầm 55 đến 60% tính là tỷ lệ anh em thắng. Được chưa? Đấy, lúc đầu mình mới chơi trò này thì mình cũng hơi bất ngờ anh em, bởi vì mình không hiểu vì sao mà mình đang chơi thua thao bên kia mình sao game này thì mình kiếm lãi cho đều đều đặn như thế, mình kiếm lãi lại ok như thế. Đấy, còn này thì mình sẽ vào luôn một mã xỉu này. Đấy, có khi ngày hôm nay chị sẽ vào test cho anh em vài tay, đánh anh em vài tay để anh em xem là những cái lời mình nói có đúng hay không, hay là con 68 game bài nó có thực sự là dễ kiếm tiền hay không. Đấy, cái đấy thì anh em phải tự vào chơi anh em nhé. Đôi khi anh em xem video của mình thì anh em cũng chỉ mình em nói anh em mình trình bày về con game này thôi, còn thực chất là anh em phải tự vào chơi anh em ạ. 52 này, trắng chân này. Đấy, thực chất anh em phải tự vào chơi thì lúc đấy anh em mới tự cảm nhận được, lúc đấy thì anh em mới biết được là cái con game này nó có hợp với mình hay không, hay là những cái lời mình nói về con game này nó có đúng hay không, hay là anh em chơi game này thì nó có hợp lý hay không. Đấy, tốt nhất phải tự vào chơi thì mới biết được là thực lực của mình ở đâu, hay là cái con game này nó có hợp với mình hay không. Đấy, chứ không nên nghe bên ngoài, không nên nghe bên ngoài quá nhiều anh em nhé. Đấy, khuyên thật với anh em như thế. Còn này thì 1 2 1 2 6 à, 1 2 6 ở kia là 1 2 7 2 7, đằng này là đằng sau là 1 2 6, đi 7 xỉu, bây giờ đi 6 xỉu à, đằng 7 xỉu một đằng 6 xỉu. Bản này thì mình sẽ vào luôn một mát tài, mình nghĩ là nó gãy rồi anh em ạ. Mình nghĩ khả năng cao nó sẽ gãy rồi nên là mình sẽ vào luôn một mã tài anh em nhé, nhẹ nhàng tình cảm nhất luôn vào một mã tài 943.000 đây này. Nên anh em nào mà đam mê bộ môn này thì anh em thì vào anh em chơi nhá, kiếm tiền như con này khá là ok anh em ạ. À, sao à? Ôi sao bú luôn anh em ơi, nặn 2 con là biết luôn kết quả rồi, chỉ cần nặn đúng 2 con là biết kết quả rồi, còn đâu đây anh em, thế thì cần 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 gì nhiều nữa. Vâng, thì xem là 212 đúng không, ở đằng trước là 1211, đằng sau không biết là 121 mấy đấy, không biết có nên theo 1211 giống mặt trước hay không. Thôi và xỉu anh em nhé, đấy cứ theo cầu bên trước, cầu đằng trước nó như thế nào thì cầu sau mình đánh như thế. Anh thì ngày hôm nay mình áp dụng bắt cầu với những kiến thức mình có về bắt cầu, là mình chơi con bắt cầu bên 683 cho anh em xem. Đối với những em nào chưa biết bắt cầu thì anh em có thể tự học về cách bắt cầu, cách bắt xí ngầu riêng của mình.
mỗi người sẽ có một cái bắt cầu riêng, anh em từ từ vào anh em chơi, anh em sẽ tự hiểu về cầu, anh em tự biết bắt cầu, hoặc là anh em có thể tự vào anh em chơi bánh, rồi anh em đánh tối, anh em đánh bừa đấy, xem nó có ăn được không. Nếu như mà ăn thì anh em nên nghỉ nhá, đánh nếu như anh em đánh tử tế thì ví dụ anh em có lãi thì anh em nên nghỉ. Đấy là mình quy thật với anh em được chưa. Rồi xem cái quả này nó có ra xỉu không, rực rỡ luôn này. Này ui bú luôn anh em ạ, bú luôn này. Đấy có khi là stop anh em nhé, stop rồi. Đấy, là đánh tiếp mà thôi, có khi là stop luôn. Thêm một mã xỉu 3,5 triệu anh em rồi. Thì ngày hôm nay mình vừa ngày hôm nay thì mình đang đạp vào đang vào đánh để bắt đang vào đánh bắt cầu anh em nhé, đang vào đánh bắt cầu ở trong mấy con 680 bài cho anh em xem. Đấy còn video sau thì nói chung là mình cũng muốn làm cho anh em một video về đánh cô bừa đấy. Thì ngày hôm nay mình cũng đang tìm một người để quay cho mình một cái video về 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 con 680 bài, tức là chỉ vào đánh thôi. Nói chung là người ấy thì đương nhiên là không biết bắt cầu, mình có mấy thằng bạn nó không biết bắt cầu nên là mình cũng đang bị bảo nó là quay mình mấy cái video để đăng cho anh em xem đấy. Nhưng mà chúng nói thằng nào thì cũng nghiện anh ạ, thằng nào cũng nghiện nó chui nên là đa số thằng nào biết bắt cầu cũng chỉ bắt cầu đấy mà xa bờ đấy anh em. Ví dụ như từ từ ban đầu mà không biết được bắt cầu thì cũng có khi là cuộc đời nó cũng bất khổ ấy. Biết thêm hai chữ tài xỉu, biết thêm hai chữ bắt cầu nữa là tưởng mình hay, tưởng mình giỏi, thế là thua hết. Nói chung là chỗ này thì cũng cần phải biết điểm dừng ấy nhỉ, chơi phải biết mình đang ở đâu, mình chơi này thì nó có hợp lý hay không đấy. Chứ không phải là anh em cứ cầm tiền vào em đánh là được rồi. Đôi khi những trò như thế thì không nên, thế thì anh em chỉ phí điện, thế thì anh em thừa tiền quá. Tốt nhất là cứ bình tĩnh anh em, bình tĩnh mà chơi thôi. À, thì đối với anh em nào mà muốn chơi kiếm tiền anh em cũng có thể vào chơi con này anh em nhé. Đấy nói chung là một trong game làm tốt tiền rất là uy tín nha anh em, chỉ tự vào anh em chơi. Link tải con này thì mình sẽ để bên dưới mô tả cho anh em để anh em có thể tải về, anh em cùng vào anh em chơi, anh em kiếm tiền kiếm ra ngày trên con app 680 bài anh em nhé. Thì cảm ơn anh em đã xem video của mình.